đó, lây lên Suối Chí đó, các bạn chạy có một đường rẽ vừa qua cầu Suối Chí là có rẽ phải vào là tới nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại cho mình xem. Này, hay lên Suối Chí rồi đó nha. Chạy bị nhỏ nghe đâu, còn nó mới nó hết một khúc đi mà. Hôm nay giờ thấy nó là đường rú vậy. Đâu có chạy ghê quá. Không mặc luôn quá. Đi xuống, xuống nè. Đây, Suối Chí nè, sắp đến rồi. Đây là đường ra nè. Đó, thấy nước rồi đó. Đây. Chó ơi, mới là ở đâu? Trời, kính luôn. Hả? Để chó gì sợ? Nhiều dữ nhìn thấy. Biển người luôn. Chứ này vô mà coi hết tình hình thế nào. Thứ năm mùng 4 người ta mới đi chơi sao vậy? Thế không đem cái mũ cho mình nhận đợi ta sao vậy luôn? Nếu mình nói cái gì tươi trong móng tay mình cứ chiếu những ngày du lịch. Hôm nay là ngày mùng 4 âm lịch Tết. Đó, thấy đông ghê không? Trời ơi, xe lắng nè. Ôi, xe quay đầu chú ơi, trong đây đã chứ. Chú ơi, từ từ chú ơi, giờ chú. Từ từ, suy nghĩ nghĩ. Anh đang vô không mày? Đông lắm luôn á. Nhưng mà đông mới vui chứ không đông buồn gì. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cầu Suối Chí nha các bạn, bắt đầu vô á mình sẽ gửi xe 5.000 gửi xe nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào mua vé thử nhiều đó bạn, đây chủ mua vé nha. Quay mày. Đây thì bây giờ chúng mình sẽ đi mua vé nha. Vô vô mua đi, lấy tiền mua đi. Đi quay không? Đó, người lớn là 80 nha các bạn. Còn trẻ em là bé hơn 1 tới 2 mấy là 40.000 một người. Trẻ em với mới là miễn phí. Đấy, cô mèo đang vào mua vé nè. Họ họ thử cái vé một cổng thôi đúng không? Còn trò chơi là khó đúng không? Chị ở bên trạm có bán đồ ăn gì không? À rồi rồi. Đi. Hai bé người lớn 80.000 một vé. Hai bé là 160.000. Không phải.
vô là có hai bố mẹ đứng xúc vá cho mình nha. Cảnh nè. Ôi trượt thoát luôn. Đưa thuyền, đập thuyền kìa. Bây giờ là mình sẽ đi dạo một vòng nha. Nó không nghe đâu. Nghe chứ. Nghe không? Đừng để cho rung nha. Ừ. Này chị Kha Tô với mình đang đi kiếm thử cái bảng chỉ dẫn chỗ nào để vô chơi nè. Phía trên kia là khu trượt cáp. Còn khu phía dưới kia là có một khu đập vịt nữa. Ừ. Đây là khu đập vịt đúng không? Ơi trượt cáp vui quá, để chiếu ông đập trượt cáp đã. Wow. Kìa. Trên đó là tắm suối phải không? Trên đó mày nghĩ là tắm suối, ở dưới này là trò chơi nè. Kỳ cứ quay ra nói. Này mình với lại Kha thì đi bộ lại phía cuối lên con đường này thử có gì nha. Suối lại là quay suối nha. Đó phía dưới là có những suối nè. Chạy rồi sông hải đó. Thấy người ta chụp ngay xuống chụp đây. Đúng không? Đó tiếp tục. Đó thì bây giờ là đi dọc đường á, là mình sẽ có những chỗ đường lên núi nè. Đây gọi là núi không? Chắc là Kato đi tìm gái rồi mấy bạn ơi. Chị đi chết với mình luôn. Đi đi đang quay nè. Đi đi đi. Trượt nha, từ từ cẩn thận nha. Đây mình đang dẫn Kato lên tới chỗ gái ngồi đây. Có trai nữa. Cười luôn. Không nghe đâu, từ từ nhỏ nhỏ thôi.
cái con đường nha, mình đi lên nè. Đó, có mấy em hocker đứng nha. Hồi bữa là thấy mấy đứa người xuống cái trời nè, xuống cái suối vô tắm luôn. Ê mày chắc mấy cái suối đó chứ đâu. Rồi đi tranh thủ đi. À, bây giờ mình sẽ đi xuống nha, và mình sẽ đi lên những khu phía trên để nó có gì mà người ta đi đông. Tự không có nó đó gặp gần á. Đi qua bên này nè, đi mấy này nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ quẹo phải lên, lên dốc, lên núi. Đây là xe điện nè. Đó sẽ chở mình đi xe xa nha. Đó thì ê, có khi người ta nhìn người ta tưởng mình học bên du lịch. Người ta tưởng mình đi làm video du lịch nữa. Cái này chắc là chắc 15 cái hầm gì đó đường ra đúng không? Cách suối chứ. Hoa nè. Các bạn ơi, hoa nè. Wow. Mình đi, mình để tiếng xa nha. Đây đi đường cao quá nó đốc không. Các bạn ơi. Người ta đi qua mình, người ta còn giơ tay lên hai hai nữa chứ. Giống như là tưởng là mình đi qua kia. Biết hay là đi vô đây có nhầm hè. Tôi quay cho miếng nè. Vàng đẹp không? Ngồi vô đây chụp hình y bài luôn á. Ê mẹ ngồi chụp mấy hình đi. Chỗ kia đã đỏ cái kìa. Rồi bây giờ mình chụp hình con mèo nha. Chụp cái việc trước mới chịu. Bấm nào chụp. Bấm nào chụp. Rồi. Bắn một tư thế. Bị rồi ấy. Quý cầu, hoa chất giả. Đây, đây là hoa tư quý nè các bạn. Ở quê mình có nha, Sài Gòn không bao giờ có những cái này đâu. Đây là những cây bông chất giả này. Từ từ. Đây là cái bông chiếc vỏ nè, mình đụng vô là cái bông nó sẽ queo lại, nó khép lại. Nó mới dài gọi là mắt trinh rồi. Đây là mắt trinh rồi nè. Wow, đau. Cái này ghê chứ gai. Gì có bí nữa hả? Nè, mấy cái bí đây gì nấu ăn ngon lắm nè. Nè đỏ như đa muốn chụp cho ra à, cho biết tụi mèo đi thấy cái nào cũng đòi chụp á. Đó, vô mấy suối nè. Dễ mà sâu mới. Chỗ này là cái khủng thôi đúng không? Chỗ mà sâu gì sao? Đây mà chỗ này là cái khủng thôi mà. Thì nó đâu có chui đâu được đâu. Nếu mà có trượt thì ngồi thì cũng ngồi đâu đó chứ đâu được cái đâu. Cái gì đâu sợ đâu.
con me kia đây là cái nhà vệ sinh. Cái gì? Tám gì? Lại như dốc mày đuối luôn á. Biểu tròn này quay mới đẹp chứ. Để mình tưởng sao. Để mình tưởng sao. Ôi xa ghê các bạn. Nãy giờ đi cũng phải 20 phút rồi. Đó, kìa kìa. Cuối cùng là mình đã tới đích rồi nha. Chắc cũng he cay không? He cay á. Chứ không biết đâu. Đi cũng bằng đuối á. Ê, rồi đó. Mấy trời. Nó chạy chạy cái vù đến là đến, còn mình đây chắc cũng nửa tiếng hồ á. Sao tôi đây bỏ mình luôn vậy? Nhiều hoa lắm mấy bạn ơi, có nguyên nhà hoa mà mình thích kìa. Cái chân mẹ nó rớt luôn nè. Mẹ nó đứng nghỉ chút nè. Đó, vào trang là xe. Đây này nha, đó. Thì đây là hồ bơi. Cái hồ bơi này là miễn phí hay sao ta? Hay là mua vé nhà hàng đi. Giờ mình sẽ đi xuống chỗ. Ê, chỗ này là bằng ghế ngồi để lấy đồ ăn là ăn nè. Hay là sao, hay là phải mua ta? Sao người ta lấy đồ người trời ta không hả? Ngồi đâu biết đâu. Ừ. Vậy biết vậy đem đồ ăn, có đồ ăn gì đâu đi. Thấy chỗ luôn. Đồng ghê không? À, mấy người ngồi trên đó kia chơi nè. Ủa, có chỗ trượt của mấy em nhỏ, trượt, đây là trượt gì ta? Trượt cái ấm á, ở trong cái ấm trượt xuống á. Nhưng mà cái đó là khu vui chơi trẻ nhỏ, người lớn được vào không ta? Giờ mèo đây nhớ, mèo trượt cái hồ xuống đây là thôi, anh tốt luôn. Đây những chỗ không ướt. Mẹ bỏ vô cái ngang trên cùng nhé. Qua cùng á, qua cùng á. Cái tay á, cái tay nè. Đó, chỗ này là mình đã tới chỗ cái suối người ta hay tắm ở suối Chí nè các bạn. Lẹ ngồi. Để đồ ra nè.
Hả? Đây đây, đây điện thoại đây. Đi. Đi đâu em cầm đây là ngồi chơi thôi mà không biết học. Chụp đi chụp cho mèo tắm mà. Nó đó nguy hiểm á, thò ngầu chỗ kia kìa. Ngồi dưới được rồi. Cầm vô đó đi. Điện thoại. Mà anh cũng được, mà anh cũng đẹp. Đẹp 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 đẹp. Đẹp đẹp. Ô, cười đây. Để nghe. Một, hai, ba, chụp. Đâu kiểu. Đâu. Wow, đó em yêu. Lạnh lắm. Có phê. Để sang quần con tí đi. Hai, đó là cô mèo. Tụi mình đang ăn bánh nha, đó quá. Cái bánh này. Đó. Đây là chai nước không độ. Ở bên kia thì cũng có quán nước trời nhá. Như bạn nào muốn là cứ đem đồ ăn tới hoặc là kêu ra đó rồi ăn luôn. Chỗ đó quán cà phê, có nhà vệ sinh luôn nha. Đó, bạn thấy người ta chơi không? Thì mình cứ biểu là đi xuống này nè, đó đi. Mình cứ biểu là ngồi trên đây rồi dễ lén lén xuống này nè. Dễ hả? Dùng từ gì? Thấm thở gì thở cất đi vậy đi tôi anh kêu anh gì quả anh ái mà anh định kêu anh biểu cặp tu bánh chứ bánh này là có một cái anh sao nó bị mờ ra ta. Ra là đi du lịch là mong tiếng đi giặt nước cất. Đây là trang đỉnh ngay chỗ mà người ta quy hoạch lại để mà lên chơi nè. Chỗ này là chốt cuối cùng rồi á. Bây giờ mình sẽ quay lại bằng xem suối, cảm suối ra nha. Đây là rất là trơn nha các bạn, mình đi phải cẩn thận nha. Đó. Đây cho nó khô bớt. Đây là cảnh phía dưới nè. Suối nó đi xuống dốc luôn á. Nãy giờ là mình lên dốc á, nó sẽ chạy miết 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 xuống thành giống như cái hồ, cái sông phía dưới cổng bào luôn. Đó, còn thấy cảnh không? Con mèo đang đi lội suối. Woo!
có nấm sáu cây chứ tiền. Đã chưa? Cái này sao không có vậy? Có, nó gì hết rồi. Trời ơi nào. Chị đi với đi nha này. Ô, xuống đầu cái đỏ. Tỉnh táo hẳn ra ha. Tỉnh táo hẳn luôn. Đây là nguyên nhà hoa. Ừ. À, nhìn nè, ê kha, từ từ nhìn miếng. À. Đây là cái nhà này, đây là hụt khó đẹp quá ha. Có gì đây? Có gì bự dữ ta? Có mặt hả? Có vậy? Cái này là có gì mấy bạn ơi? Thoát vô, quay thoát vô. Mày nhà này đố quá con. Nhà này đố bây giờ. Nhìn vậy đố với con chị luôn á. Giống cái mặt này. Ừ. Nè, quay lại cho thấy một rừng luôn này, thấy giờ nhiều quá không? Đây có mấy con cá vàng kìa. À, mấy con cá màu vàng nữa. Có gì đó, có nhiều con Nhật Bản ở đây nè. Đừng tay với mẹ rồi. À, hồi nước đẹp quá. Đây, bây giờ chúng mình sẽ đi lên ngôi nhà một hoa hồng này nha. Cái kia có tầm. Ừ? Cái kia có tầm. Có tầm hả? À, này là ao cá tầm. Biết sẽ có hồng, tại có nhiều loại cá mà. Đúng rồi, nhưng mà có này là cá đen là cá nhiều nhất mà. Đó, đây chúng ta chụp hình. Ừ. Đó thì cái này là view để cho mấy bạn trẻ chụp hình nè. Còn hết rồi, mấy nhà đẹp bên này. Thôi đi. Đây, giờ vô ra cho. Ừ. Cái này là nhà lưu trú. Mấy bác xin nhà màu vàng này. Thích bên này vô chứ. Đẹp quá. Bây giờ thì mình với Kha sẽ đi vô đây chụp một bức hình coi. Cái này là nhà người ta đó coi. Người ta thay đồ chẳng. Vô duyên. Ê, đi qua kia quả có gì không? Đây chính là cái hồ nước hồi nãy chúng mình ở phía dưới nè. Đó, thấy không? Ở trên đây thì người ta trồng rất là nhiều hoa luôn. Người ta trồng rất là nhiều hoa, hoa cúc để một hàng như cái nhà kia luôn nè. Cái trên này là hoa gì ta? Hoa này là hoa gì hê? Giống hoa mình đứng cái tiền con công viên đó hả? À đúng rồi, đúng rồi. Mình biết cái công viên. Cá tô xinh đẹp đứng giữa một rừng hoa. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi tiếp nha. Đây một rừng hoa luôn nè. Đẹp quá à. Hàng ở phía dưới nè, cái này thì chủ yếu người ta trang trí là bằng hoa thôi mấy bạn. Đây một rừng hoa luôn, quá đẹp. Có cầu kìa. Chết dễ thương quá à.
Cái phía bên này là nhà hàng đúng không? Nhà ăn này. Đó thì phía trước kia là một cái cầu để lên chụp hình đó. Cái này là hoa gì ta? Cái hoa này chỗ nào cũng chưng nhưng mà sao mình không biết tên ha. Đó, đẹp quá. Màu khác thôi này. Đúng rồi, đủ lọ. Còn phía trên này là dàn hoa giấy. Đó, hoa giấy đẹp không? Đó, cái cầu này nè mấy bạn nè. Lên cái cầu đi, mình thích cái cầu này quá. Cầu. Bao cho em đưa đi gọi đây. Chụp cho tắm chứ giờ không ăn mấy cảnh này đâu. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên cái chỗ này ngắm cảnh nha. Đang quay mà, chụp nữa hả? Đó, đây mình quay cảnh xuống cho bạn xem nè. Đó, thấy đẹp ghê không? Ở dưới á. Ở dưới đừng lên. Cầm cầm cầm. Đó, mình có thể xuống đây mà mình lên mấy cái chỗ đó. Mà xuống mấy suối mình chơi nha. Còn bạn không thích thì cứ đi qua cầu này. Đâu, bên kia bên Nam mới lên được mà. Bên kia nó trận sao? Hả? Người ta lội suối, chắc phải lội suối thôi. Rồi thì sau khi quay xong cái cầu này rồi thì bây giờ chúng mình sẽ đi xuống phía cái gì ta? Gọi là cái cầu treo ha. Ở gần này nhà hàng đồ nướng thơm quá mấy bạn ơi. Đói bụng chết luôn á. Rồi thì bây giờ chúng mình sẽ đi ra phía cái cầu này nha. Để bạn tới đây hai người. Hai người thôi hả? Đây khách hàng. À. Mình qua bên kia luôn. Mình đi mình qua bên kia luôn được không? Ừ. Chứ ở trên cầu này chụp hình lâu người ta lo. Chụp hình. Chụp hình. Chụp hình. Dạ, mình cho đi luôn. Đây qua luôn, qua đi. Đi từ không em? Rồi, đang lên cầu treo nha các bạn. Giữ, giữ ta. Đi đến giữa nghe, đừng có đi heo ơi. Các bạn mình phải đi đến giữa nha. Đi đây không nhớ chụp hình luôn á. Nè đây cảnh này kìa các bạn. Ủa cầu đây ghê quá đi. Mẹ kìa vậy. Đồng kinh thiệt. À, về quá, về quá. Không có đi về được đâu, người ta đây biết mà đâu có về được. Ê, không, không, không. Rồi, chào chút rồi. Đi về. Đi về. Ô, thở ngay xuống đây chút. Đi. Đâu về làm sao mình lấy cái gì để thành chết. Thằng chim bên kia là sao mấy cái cầu ngửa miền Tây á mà đi dài mà sao nó té lên té xuống. Thật ra là nó ghê thiệt mà. Đó, cảnh người ta đi á. Đây. Đây. Cảnh cũng đẹp đấy. Mấy kia nhìn đẹp hơn. Mấy kia đóng nhìn đẹp. Đó, sau khi qua cầu treo thì nó có một cái tròn ở đây nha các bạn. Chỗ này người ta lấy chụp hình nè. Hai cái này ngoài cái cảnh đây. Ok. Cái vô này. Như ai thì suối thôi. Mấy bà kia đó đọc chiếm mấy trò ở dưới luôn. Ừ, sao mình đi ngồi dưới nữa ta? Này ngồi, ngồi ăn. Đây là cảnh Kato đi qua cầu nha. Thì cái cầu này đây là rất là nguy hiểm luôn á. Ơi, nhìn nó đi qua nó cà rung mà mình sợ lọt xuống này muốn chết luôn. Ghê quá mấy bạn ơi. Đi nó có đủ nhúng á, nó có cà nhúng vậy á. Trời ơi nó lắc.
Ơi cái anh kia, anh đi qua anh. Trời ơi, 6 người trên cái cầu luôn mẹ ơi. Cái cầu này trọng tải tối đa là chỉ có 2 người thôi. Ơ cho em đi qua với anh ơi, ghê quá. Trời ơi, một đám người nó sụp xuống một cái là chết ngát luôn. Ghê quá, sao mà tự nhiên mình đi mà dốc lại con ké hết rồi đó trời. Rồi thì cái bản xứ trí như vậy các bạn, nó sẽ có những cái trò xung quanh này. Đó, người ta lên ăn, đó là thuộc nhà hàng này. Mình có thể ngồi được cái trò đó. Những bàn ăn như thế này thôi. Đó, cơ bản là có cái cầu treo. Rồi có ngôi nhà hoa. Rồi cái nhà hàng để ăn. Rồi cái nhà trên kia nó cũng giống như bên đây. Nó giống bên kia mà. Không, thì cũng giống cái nhà màu vàng đúng không? Giống hè cái giống nhau luôn á. Ừ, cái này nó có thêm tặng không? Đây nó bon trang mệt chứ. Ờ, giống bên đây cái gì? Y luôn đó rồi. Đó, bên đây sẽ có một cái tòa nhà này. Còn bên đây nó cũng giống. Cái tòa nhà nó giống luôn, nhưng mà nó thêm một tầng. Mình đi bộ mà. Chú đây chắc là chú chặn rồi. Từ 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 từ. Đúng rồi, này kia là để người ta chạy hả? Đúng rồi. Cái gì? Nhà đi xe luôn. Em sẽ đu ngoài đi. Dạ. Ở lớp này ông trời. Không phải đeo cái là cho phơi lại. Cần đâu đấy. Đi lái rồi. Kệ đi, thứ bố thấy gì chứ bây giờ làm sao? Bây giờ cũng bây giờ cũng cạn hết rồi. Bây giờ có. Chở đi luôn mà. Chở đi luôn mà. Thôi kệ mà bao nhiêu tiền. Đi ra đi bộ. Đắp lại cái thằng này chẳng đã. Bông này là bông bông gì đây? Rồi chuẩn bị xe lên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên xe mà xuống nè. Quang. Đi mẹ 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 mẹ. Bon Trang ơi, vô dưới đứt đi. Từ 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 bình tĩnh. Từ từ lấy, từ từ lấy. Đây rồi, để em lắc cho mọi người rồi. Anh Hải ơi kìa. Đây. Đây rồi. Sữa xanh mới đi được. Căng mà.
Rồi như vậy là mình đã xuống nha. Đây cái xe này các bạn. Đây đây đây. Chết hỏi tù tát luôn. Ôi đặt. Khe giờ rồi. Đào không? Đào không? Bánh thì xe. Con nào vui? Biết đào không? Không biết. Này chụp hình ta được. Cái này quay cái này thôi. Thế? Đi. Chụp hình đâu? Con chụp hình đâu? Đào bóng quay hả? Đưa vô đó nữa. Đó nước, nước. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi xuống khu đạp Việt nha. Thì cái này có một cái cầu dẫn qua chỗ cái thuyền mà nhiều người rất là thích chụp hình ở đây nè. Kiểu như một bến phà vậy đó. Đây ơi, đứa kia đi lọt đó nghe. Có cá nè. Thôi chừng rước nha. Đây. Được chưa? Không, thả đi, thả đi. Sáng không ta? Cái này không có mấy trong nước á, để xuống ngoài đi. Này con. Là mình có. Cái này là cái thuyền của tao, sao nó dùng dịch dịch gì nè. Kì dữ kìa. Đó. Cái ghe nổ đây nè. Cái thùng á. Nổ rồi. Nó là dịch chưa? Đi xuống làm vàng đi. Dịch vậy á? Đó, nè. Xe đạp có, còn bên kia đạp dịch bên kia. Đây là xe đạp. Nhưng mà không thấy nào không có người. Bây giờ tụi mình sẽ đi lại chỗ đạp dịch nha. Lấy đưa tiền nha. Bây giờ con Mèo sẽ lẹ thuê đạp dịch nha. Ê từ đồ nữa. Để xuống chút thôi. Để lâu. Một người cho ông có tính không phải. Mình không có bón. Hai người thôi nghe. Con bé mà. Má còn hơn hai cái bé đi luôn. Ê. Ui. Quay đi lại quay cho. À đúng rồi lại quay cái cầu. À cái chỗ lên cóp á. Cầu nó phẳng rồi. Quay thôi, đứng quay thôi. Đó, như vậy là cái giá đạp vịt là 50.000 một người nha các bạn. Sao nó không cho thuê thuyền dụng người ta lên 5 người là thành ra 250 luôn á. Ê, giải cho người á, còn hay ra em bao nhiêu đó là nó giảm giá gì đó. Còn tính ra xuống thuyền đập tắt rồi. Ê. Mấy phương mấy yêu cẩn, mày có yêu cẩn luôn á. Mấy cộng 80. 80 thì lên 50 bài bình thường. Ê, 50 mà trời, không đoán. Cái gì lên đập có bo ké vô mất cam ngon. Vãi. Thôi. Nói chung mà con nhà nghèo đi du lịch. Rồi bây giờ mình sẽ dọn vào. Cái này để làm gì vậy? Ờ, cái cóp xuống nè. Ê, đó, nã cái cóp mà nó mấy đứa nó cầu quá gần tới này đụng chân cái. Khe dừa. Nãy kêu khe dừa không mẹ? Cái nào là 3 giờ từ đây mình về nè. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi coi thử còn cái gì mà chưa quay nó không thì quay luôn một lần nha. Vô tới thì nghe kêu đi xa là đúng tiền nhưng mà mình vô thì đi xa miễn phí nha. Nhà tới không biết còn ngày thường là có thể là thu phí. Có khi nào tưởng là thu phí nhưng mà thiệt ra không thu không? Không biết nữa. Trước nghe người ta nói là thu. Thấy rồi. Thấy hả? Đó thì đó các bạn. Suối Trí là có những cái như vậy. Bây giờ tụi mình sẽ về. Hồi sáng là mình vô là 11 giờ đúng không? 11 giờ và chẳng biết tới bây giờ là 3 giờ. Suối Trí là 2 giờ. 2 giờ. Bây giờ mới 2 giờ. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra nha, đi về. Rồi đi ra tiếp đi. Rồi thôi chứ có sao nữa.
rồi đâu có ăn cơm quá đâu. Rồi thì như vậy là tổng chi phí là bao nhiêu? 180.000. Hai người, đến là một người là 80.000. Là vé là mình vô mình sẽ chơi được à, tham quan nè, chụp hình nè, vô chơi suối. Rồi chụp hình mấy chỗ mấy tòa nhà đó, hồi nãy mình qua mấy cầu treo. Còn à, chỗ quán cà phê thì có mấy cái bàn ghế cho mình ngồi đó, mình ăn đem ra ăn thêm nữa. Nói chung thì cũng không tốn gì. Chỉ có đặt tiền tốn tiền nè, đi cấp treo tốn tiền. Cấp treo nãy chưa hỏi nhiêu tiền. Hết chưa ta? Có gì chơi nữa đâu hết rồi. Tập việc cho đạp xe đạp tại chung. Em 20.000 một người, tính theo người nha các bạn. Ngày thường thì không biết nhưng mà Tết mình vô thì tính 50.000 một người. Vì lớn á. Hết trò chơi rồi đúng không? Trên kia thì cũng chụp hình, cũng cà phê gì đấy, không có gì chơi đâu. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi lấy xe về nha. Qua thử xe để đâu.